Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với video tiếp theo của mình nhé. Thì hôm nay mình sẽ làm một video chia sẻ về cuộc sống đời thường của mình nhé các bạn ạ. Cũng khá là tối rồi, thì hôm nay chia sẻ với các bạn những bữa cơm tối của một youtuber nghèo như mình nhé các bạn nhé. Bây giờ mình sẽ chia sẻ với bạn cái bữa tối của mình ăn như thế nào các bạn nhé. Hôm nay mình sẽ làm tôm mì tôm ăn bữa tối cùng với các bạn nhé. Hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh và xem những clip mới nhất nhé. Và đây các bạn ạ, sau một thời gian mình đã làm xong nấu xong tô mì đấy các bạn. Mình ăn đơn giản các bạn. Của youtuber nghèo như mình thì ông này nghèo thật anh em ạ. Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn bữa tối của mình nhé các bạn nhé. Thì đây các bạn, đây là tô mì và đây là mực các bạn. Mình có lấy mấy con mực đấy các bạn. Youtuber nghèo như mình thì ăn như vậy các bạn nhé. Xin mời các bạn cùng ăn với mình nha. Mình sẽ hút nước thử cay các bạn ạ. Và mình cho có ít ớt các bạn. Mình rất cay các bạn. Mình cho có quả ớt thôi mà cay. Các bạn ăn với mình nha. Đây các bạn. Mời các bạn gọi mình. Cái nó cay đúng không ạ? Mình các bạn nhé. Wow. Bây giờ mình còn đầu. Sự mình nói cũng nghèo với các bạn là mình có chính trách mình nhá, tại vì cái kênh của mình thì các bạn cũng chưa có ít người xem á. Mình thật sự là rất mừng các bạn là xem và đăng ký ủng hộ cho mình nhá, và like để chia sẻ ủng hộ cho mình nhá. Cái này các bạn ơi, tôm mì gói này ra no các bạn. Đây là bữa tối của youtuber nha các bạn nha. Các bạn xem video nhớ like, comment để lại cho mình một cái bình luận nào. Nếu các bạn có ý tưởng gì hay để mình thực hiện cho các bạn nhé. Ngon các bạn, ăn cùng các bạn cảm thấy rất là ngon các bạn ạ. Các bạn cùng ăn với mình nha. Mình chanh đúng không? Mình cho chua là vừa phải các bạn. Bất mình bạn. Bất cay lắm bạn. Này mình ăn ít ớt mình quận. Video trước mình đã làm tôm mì cay, từ là siêu cay đúng không bạn? Là có mì cấp độ bình thường các bạn nhé, chắc nó khoảng cấp độ 1 cấp độ 2 các bạn. Mình cho nó 2 quả ớt. Ngon các bạn. Mực này các bạn. Mực này các bạn. Mực nhỏ xíu quá này, mực nhỏ nhau ạ. Rồi là hết điểm các bạn. Không có tiền mua gạo nữa, phải ăn như này các bạn. Bạn nhớ ủng hộ cho mình để mình có kinh phí để mình mua gạo và làm video hay hơn các bạn xem nhé. Gạo thì mình vẫn còn, nhưng mà hôm nay mình sẽ chia sẻ các bạn bữa ăn tối của mình. Mình ăn rất bình thường các bạn, mình ăn cái nào cũng được hết, miễn là ăn no bụng mình, ăn được là được các bạn ạ. Ngon. Hôm nay mình sẽ ăn hết tô này các bạn nhé. Cái mong muốn của mình các bạn thì mình làm được tốt đấy. Thì mình cũng rất mừng các bạn ủng hộ cho mình và luôn luôn ủng hộ cho mình để mình có một chút kinh phí, để mình làm ra những video hay hơn và chất lượng hơn các bạn xem các bạn. Thì mình cũng không phải là ham giàu hay là muốn nổi tiếng hay như thế nào đúng không ạ, mình cũng chỉ muốn kênh phát triển được và phát triển một chút nữa các bạn. Thì mình rất mừng các bạn ủng hộ cho mình các bạn nhé. Thật sự tuyệt vời các bạn ngon. Đấy các bạn, mình lúc mình ăn á, mình quên lấy nước để uống các bạn, mà ăn xong rồi uống được, tắt mồ hôi, mình đây, tắt mồ hôi các bạn, đây trong ngực các bạn, thấy không, trong ngực này, mình sẽ ăn trong luôn. Con mực ống này nó các bạn mua về bỏ cái túi mực đi là rất là nhanh các bạn, có bỏ cái túi mực ở bên trong đi các bạn nhé, không nấu ra nó toàn đen thui các bạn, mực của nó đen kia đó. Mực này là mực ống các bạn. Ra hành các bạn, này rau xà lách, không hết được các bạn. Wow. Ăn các bạn, ăn còn hết rồi các bạn, cảm thấy rất là gần no rồi các bạn. Ăn hết tô này là vừa các bạn, mình ăn mì là phải ăn 2 gói các bạn nhé. Cái tính của mình phải vậy, ăn nó mới no các bạn. Mì tôm, mình gọi là mì chua cay nha các bạn. Các bạn cũng ăn bữa tối cùng là mình bây giờ với lọc các bạn nhé. Nếu các bạn không biết tên mình thì các bạn vào Facebook nhé các bạn nhé. Tên Facebook mình để bên dưới các bạn. Mình tên là Ngọc các bạn nhé, Hoàng Ngọc các bạn. Và tên kênh của mình là người bây giờ với lọc các bạn nhé. Và cái tên chính thức của mình là Hoàng Ngọc Ngân. Facebook của mình là Hoàng Cũng Là Cũng các bạn. Và fanpage của mình là NBL Vlog các bạn nhé. Mình cũng để bên dưới phần mô tả các bạn. Các bạn theo dõi mình vào Facebook của mình các bạn nhé. Mình cho trứng thì các bạn. Này các bạn thấy một cái trứng. Còn thấy không? Tí trước các bạn. Wow, cũng rất là nhiều các bạn. Các bạn thấy không? Trứng nhiều không? Ngon không? Trứng ngon bùi bùi các bạn. Nó có vị thơm mực. Thơm mực tươi các bạn. Rất là ngon. Mực tất nhiên là phải thơm mực tươi các bạn. Sắp hết được các bạn, sắp thành công các bạn ạ. Các bạn nhớ ủng hộ kênh mình rồi, luôn theo dõi kênh của mình các bạn nhé. Các bạn nhấn vào like và đăng ký kênh và ấn vào chuông thông báo để nhận những video mới nhất của mình là ra các bạn nhé. Wow, mình ăn mọi người là hết các bạn ngon. Thấy được bạn. Mình nấu nhiều nước vậy nhưng mà mình cũng ăn ít nước các bạn. Wow. Video này rất là đơn giản, rất là đơn giản các bạn nhé. Hãy like và đăng ký để ủng hộ kênh và xem những clip mới nhất nhé. Hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh các bạn nhé. Quên ấn vào nút chuông thông báo để nhận những video mới nhất của mình các bạn nhé. Đã đến hết rồi. Xin chào các bạn nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo nhé. Bye bye.